live stream trend day. Hello. Chưa ai xem hả? Hello đi Thư. Tường Vi Khắc Tiệp. Hey, how are you? Yeah. Chúng tôi đang ở Lưu Bọc Cúc. Đây, đây nhà chủ nhà đây. Chủ nhà đây. Người phụ nữ sexy top 50 người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Oh. Đây là quý ông thân thiện. Quý ông thân thiện hả? Hai 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 em hai. Lần này không thân thiện không ra sân bay đón hết. Trời ơi. Vất vả vất vả. Trinh đang dự tiệc ở nhà chị Mimi. Lâu rồi không có live stream với mọi người. Qua đây hơi bị thiếu ngủ nên mắt đỏ quá. Mọi người nhớ Trinh không? Nhà đẹp lắm, để Trinh quay một vòng cho mọi người coi nha. Đây, Á Hậu 1 mới đoạt giải. Giới thiệu tên luôn đi. Mình tên là gì luôn đi. Xấu hổ quá hả? Bà Đầm. Hello, mình tên là Khương Nguyễn. Bàn tiệc rất là đẹp. Áo hậu 1 Minh Thư. Diễn viên điện ảnh Quỳnh Thư. Top 50 gương mặt đẹp nhất thế giới Thái Hà. Anh đang live stream nha. Người đàn ông đẹp nhất thế giới Vũ Khắc Tiêu. Men chưa? Men chưa, tìm hỏi mọi người là men chưa. Chào Linh Chi. Linh Chi nhớ chị không? Đi con ra vườn chưa? Ra vườn. Đây. Em tên gì em tự giới thiệu luôn đi. Em tên là Hà, là fan của chị Ngọc Trinh. Fan lâu năm của chị Ngọc Trinh. Dạ. Yeah. Con trai nhỏ của chị Mimi. Say hi. Can you speak Vietnamese? Yeah, you can speak Vietnamese. Cái này say hi con Trinh đi. Bé không chịu rồi. Chào con Trinh đi. À cô đi, à cô con cái cũng được. Cái lờ. Tên kia. Cái lờ. Ra giường nhà này tối không anh? Tối thấy không? Tối á. Em ra em quay thử. Hai đi con. Hai. Ngoài trời bây giờ tối á nên không thấy rõ. Đây buổi sáng rất đẹp lắm. Yeah, here. Oh, okay. Be careful, don't jump out. Don't jump out, I'm looking at you. Chị không ăn à, chị ăn rồi. Vừa vào tiệc thì chị đã ăn rồi. Thank you.
đây là Thanksgiving nè. Dạ. Thanksgiving ở Mỹ là phải có con phải ăn món này, ok. À. Chị Mimi nói mọi người có nghe không? Dạ. Yeah. Thanksgiving ở Mỹ mỗi năm nhà nào cũng phải có con gà tây hết, giống như là ở Việt Nam mình phải có bánh tét vậy đó. À, dạ. Đúng không? Okay. Ngày mai là ngày gì nhỉ? Ngày mai. Thanksgiving. Ngày mai mày là chính Thanksgiving. Nhưng mà mai chị không có nhà. Mà chị đi San Francisco cho nên chị làm Thanksgiving trước. Dạ. Quá trời tim luôn. Quay một vòng cho mọi người xem nha. À, chị đang đi một vòng nè. Rất là đẹp luôn. Hình là giảm độ trực tiếp hay sao? em thả tim trong. Đúng không? Mọi người thích coi Trinh hơn hả? Linh Chi đâu rồi? Đúng không? Em đang livestream. Ồ, livestream rồi. Dạ. Chào, trời ơi, được Ngọc Trinh livestream Lý Võ Hưng lên fan là thôi. Bao la, cho nên anh phải cố gắng chụp Ngọc Trinh đẹp nữa, tại Trinh đẹp sẵn rồi. Ok, cảm chào mọi anh. Người. Dạ. À, để Trinh ra hình trước quay cho mọi người xem. Dạ, em livestream chút xíu rồi anh chụp em. Live. Dạ, đang live. Đây là tài xế của Ngọc Trinh hôm nay. Anh cứ hay giỡn. À, hơi tối rồi. Không thấy rõ được. Nhà đẹp lắm luôn á, như một cái cung điện á. Cái cần đi các cô trong. Mọi người thấy không? Muốn coi Trinh thôi, cảm ơn Phạm Đà. Phạm Đà. Dạ không, em đi vòng vòng đây được rồi ạ. À, ngồi đây cho nó sáng nha. Đây nói chuyện với mọi người. Buổi tiệc cảm ơn của một chị tên là Mimi, bạn của anh Tiệp. Quỳnh Hương. Quỳnh Hương đã tham gia. Mắt Trinh hơi đỏ, ngủ cũng được chứ không phải là mất ngủ mà sao không biết mắt đỏ. Nhà này đẹp lắm luôn ấy. Nói chuyện với mọi người chút xíu rồi Trinh đi chụp hình nha. Từ nãy giờ ăn xong, vừa vào tiệc là ăn hai chén súp, một ổ mì. Xong rồi livestream quay nhà cho mọi người xem. Cảm ơn Thanh Hằng. Cười cá muốn xỉu luôn quá trời. Hai mươi chín này chị mới về Việt Nam.
À, bên đây là 10 phút nữa là 10 giờ. 10 phút nữa là 10 giờ tối rồi. Kêu tên em đi chị. Thôi chắc chị đi chụp hình nha. Bye bye mọi người. Nguyễn Anh Tài, cảm ơn em. Bye bye mọi người. Chào chị Quỳnh. Minh Phương. Bye bye mọi người nha, chúng ta chụp hình với mọi người. Bye bye.